Việc nhẹ nha bà con, việc nhẹ lương cao. Việc nhẹ lương cao coi chừng nó knock out cuộc đời mình đó bà con. Vì bởi vì việc nhẹ lương cao là nó xạo lắm, nó lừa nhiều lắm á bà con. À, tôi biết là có người ở Lào Cai, Yên Bái hay Hồng Phải Hưng, Đông Hà, Đồng Hới rồi đó. Mà vô trong này, trước khi đi thì nói rõ ràng là bán lúa non, lúa giống, cây non, cây giống, cây già. À, rồi thế, rồi dây tiền dây bạc góp, mượn đầu trên, mượn đầu dưới, chiếc xe quay đi cũng bán đi. Nhưng mà đến khi làm sao được? Tại mình chứ mình đúng là nó lừa thì có lừa rồi, nhưng mà tại mình tham quá, mình không hỏi mình bằng gì, cấp gì và có bao nhiêu bằng, có bao nhiêu cấp. Trời ơi, chữ viết không ngay nha bà con, chữ viết không ngay, tên đọc không được, còn cái gì thì lấy hộp trăm bông ra ịnh tay vô đó lăn như thế mà 40-50 triệu, 40-50 triệu một tháng thì đời ơi, rõ ràng nó lừa rồi, cố gắng rồi mà vô chưa làm được cái gì nha bà con. Rồi đưa đi nó cho đi giao những cái đồ quốc cấm. Vô tới Sài Gòn này thôi, giao là bị cáo công an bế đi rồi. Lúc đó than thân trách phận nó lừa nó rồi. Nhưng mà mình phải hỏi chứ, mình tự hỏi, còn các con các cháu đừng có làm vậy. Chữ viết ngay tên đọc cũng được, đúng không? Mà làm vậy là do mình. Các con cứ vô Sài Gòn đi, chú Khải chở các con đi. Các con đi rõ ràng là không tốn đồng tiền nào hết, chú gửi cho làm. Ở ngoài quê là ở ngoài mình là gọi là thợ nê, trong này gọi phụ hồ á, đó, người hồ á, thì lương là một ngày 400 ngàn, là 12 triệu một tháng rồi, con ăn nhiều lắm là 5-6 triệu một tháng đi. Còn là tháng sắm chị năm có cây hai, với cây hai là 2 cây 4 rồi. Năm về nhà là có 2 cây 4 cầm về nhà rồi, vậy là được rồi. Đừng có tham lam quá nha con, đừng có tham lam, phải hỏi sức mình nha, chứ ham việc nhẹ lương cao là knock out cuộc đời.